Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải Gaming nha. Và Dư Khải chúc anh em xem video vui vẻ mời. Ở video này thì Khải có mua một cái vũ khí chón 40. Nói chung là nói thiệt anh em, nhiều anh em nghĩ vào thì nó không đáng để mua. Nhưng mà nói thiệt là cái cây này thiệt là nó không có gì luôn nè. Chỉ có một dòng chón 40 thôi. Nhưng mà nó là nằm ở vũ khí nữa nè. Nên là nó tốn đến 10 kim lận anh em ơi. Nó cũng như là một cái cây vũ khí làm chậm 40 vậy. Đó, anh em xem này, một dòng chó thôi. Nói chung là nếu mà mua được cái kích này thì Khả sẽ được 80 chậm và 80 chó nè. Tại vì vũ khí cũng khó kiếm, 80 chậm 80 chó. Thì nói chung thì so với cái giá hiện tại thì Khải mua là cũng ok rồi nè. Tại vì Khải định mang 30, mà nghĩ 30 thì nó không đặt móc đâu nè. 30 không đặt móc, cảm giác nó tù lắm. Anh em xem này, hai cây thì anh em xem này. Đó, một cây 40. Đó, với cái nón 40 này thì đặt móc 80, đẹp luôn. Đó, thấy chưa. Rồi bao tay 40, đai lưng 40 thì Khải sẽ được móc hiệu ứng rất là đẹp. Nói chung hiệu ứng đẹp thì vô tống kim Khải đánh khỏi phải bàn nè. 80 chón, đó, 80 chậm. Rồi còn lại là bận full khăn lôi thôi nè. Giày khăn lôi này, ngập bội khăn lôi này, nhận khăn lôi này, nhận khăn lôi này. Và gia truyền sẽ là kháng tất cả. Đó, vậy đó nè. Nói chung là set đồ của Khải tương đối như vậy đó. Bây giờ Khải tìm cái áo hợp kim nữa. Tìm áo hợp kim nữa Khải sẽ lên đảo nha anh em ơi. Không phí đâu anh Duy Nguyễn ơi, server này tìm không ra đâu anh em ơi. Không phải phí đâu, cây này như cái cây lúc nãy Khải soi cái thằng gì mà thằng Thiếu Yên gì solo đứng solo với Khải đó nè. Thằng Thiếu Yên nó cũng mang vũ khí 40 và nón 40, nói chung là không quá phí đâu nè. Tại vì ở server này rất là hiếm cây chón này, anh em có xem từ đầu server không? Cây vũ khí này đầu server là bán 2 triệu rưỡi đó nè. Cây vũ khí này là EC này luôn, bán 2 triệu rưỡi đó nè. 2 triệu rưỡi đó. Không có, ở server này tìm không có nè em ơi. Server này không có. Biết là đẹp nhưng mà cái này đẹp ấy, nhưng mà nó không đủ hiệu ứng nữa. Nó được chỉ có 70 à. Ở server này thì nói chung server ạch tay anh em, không được kéo xe á. Không được kéo xe nên là nhiều khi mình cứ nhờ đỡ bằng nghe mi á, đỡ đặng móc á, nên là cảm giác nó không được tự tin như lắm nè. Còn như đây này, 40 tự trong người mình luôn, 40 là 80. Đó, thì hiệu ứng nó sẽ đánh tống kim rất đẹp luôn nha nè. Rồi nói chung thì so với Khải thì cây vũ khí lấy 10 kim là tạm ổn rồi nè. Không có đâu, lâu lắm ông ơi, cây này cây thứ hai thứ ba server thôi, không có đâu. Rồi ok nha, Khải một video đây, chuẩn bị xem like đánh quả thôi anh em ơi. Anh em xem thì đừng quên ủng hộ một like chia sẻ để chuẩn bị Khải lên đảo ạc này đâu nha anh em ơi. Đang thiếu áo kim, gia truyền thì Khải mang gia truyền kháng cả 16 này. Đó, Khải mang gia truyền kháng cả 16 này. Đang tìm áo kim sinh lực đẹp đẹp tới nữa, nó đẹp thôi anh em ơi.